Năm 2019, các tín đồ thời trang vui mừng chào đón sự xuất hiện của Manza Luxury. Manza Luxury, thương hiệu thời trang nam cao cấp, hướng đến phong cách lịch lãm, sang trọng và đẳng cấp, dựa trên nền tảng của một nhà may nhiều thế hệ, có bề dày kinh nghiệm hơn 30 năm trong nghề. Manza Luxury vì vậy sở hữu những lợi thế hiếm có khi nắm trong tay đội ngũ bậc thầy về tay nghề từ thiết kế cho tới kỹ thuật. Mỗi sản phẩm được chú trọng từ khâu chọn lựa chất liệu vải, đường may, sau đó thực hiện tỉ mỉ trong từng đường kim, mũi chỉ và được kiểm duyệt chỉnh sửa tuyệt đối kỹ lưỡng. Việc sở hữu phân xưởng sản xuất trực tiếp, không qua trung gian, khiến giá thành sản phẩm đến tay người tiêu dùng vô cùng phải chăng và mang đến cho Manza Luxury chế độ hậu mãi đứng số 1 thị trường khi có thể bảo hành trọn đời sản phẩm. Không chỉ bán lẻ, bán buôn, không qua trung gian, các mẫu mã bắt kịp xu hướng thời trang trên thế giới. Manza Luxury còn liên tục cho ra đời những thiết kế mới theo yêu cầu và thị hiếu khách hàng đều đặn hàng tuần. Đội ngũ thiết kế trẻ trung, năng động cùng phân xưởng rộng lớn cam kết đáp ứng cung cấp hàng thiết kế theo đơn đặt hàng độc lạ, không tràn lan trên thị trường chỉ trong vòng 10 ngày. Hướng đến phong cách lịch lãm, các sản phẩm tại Manza Luxury có form dáng hiện đại, chất liệu cao cấp, màu sắc phong phú, mang lại vẻ đẹp nam tính, đẳng cấp cho phái mạnh, tạo nên sự tự tin, góp phần cho những thắng lợi trong công việc và các cuộc giao thương. Với các sản phẩm đa dạng như vest, sơ mi, quần Âu, dành cho người trẻ tới nam giới tuổi trung niên, Manza Luxury hứa hẹn sẽ là thương hiệu chiếm lĩnh thị trường thời trang nam cao cấp trong những năm tới đây. Manza Luxury hân hạnh là người bạn đồng hành mỗi ngày cùng phái mạnh trong công việc và cuộc sống.